Xin chào tất cả các em học sinh, chào mừng quý vị và các em đến với website xuất tu.com. Tôi là Nguyễn Quốc Tuấn, là giáo viên toán cộng lab của website xuất tu.com. Thì hôm nay trong cái video tutorial lần này là tiếp tục, đó là một cái video về phương trình bậc nhất và phương trình tích. Thì dạng toán của nó là phương trình tích mà tất cả chúng ta đang học ở trên chương trình của mình. Và cũng giống như video rất thành công ở đằng trước, đó là video về phương trình trường ở mẫu, thầy đã giới thiệu cho các em các cái bài toán như vậy và cả cái cách giải, các cách xử lý như vậy. Thì mong rằng các em tìm ở cái kênh ở trên này để mà chúng ta thực hiện nha, để mà từ đó thì chúng ta có một cái nguồn tài liệu học tập rất là bổ ích và rất là công phu như thế này và chúng ta thực hiện. Và một điều nữa thì các em có điều gì thì các em cứ bình luận ở phía đằng dưới video này, thầy sẽ là tận tình hướng dẫn cho các em ha. Tiếp tục cái video ở đằng này thì thầy sẽ hướng dẫn cho các em tất cả là những cái câu mà những cái dạng như thế này, và ta có được cái loại toán của nó là phương trình tích. Ok, thầy cũng nói sơ qua về một cái phương trình tích của mặt các em đang sử dụng, đó là kiểu gì đi nữa thì chúng ta cũng là đưa về được cái dạng tích của các cái đa thức như thế này, để rồi cuối cùng mình có được là ax nhân bx nhân cho cx nhân dx đi nữa thì nó cũng bằng ra những cái thành phần là bằng không như thế này. Thì cái việc này nó rất là đơn giản, bởi vì trong tất cả các cái bài này thì các em sẽ là chúng ta sẽ là giải quyết nó bởi cái công thức, đó là a nhân b bằng không, rồi từ đó ta có được là a bằng không hoặc b bằng không mà thôi. Thì mong rằng các em trong video này, loạt series video này, thì các em sẽ là sử dụng cái điều này cho nó thành thạo nha. Thầy sẽ thực hiện cái bài đầu tiên ha. Các em sẽ là thầy phóng to lên ha. Thì các em sẽ là chúng ta thực hiện này. Bây giờ các em quan sát được là cái số hàng đầu tiên nó có được là 2x trừ cho 7, còn bên này ta có được là 4x cộng cho 14. Các em nhầm ra thì ở cái hai số sau này chúng ta đưa lại được thành được là đặt hai lần thừa một cái thì nó sẽ có được cái hàng tập đầu, nó có một cái nhân tử chung như thế này, thì chúng ta sẽ là đưa về phương tích thôi. Bây giờ thầy có được như sau nghe ha. Ta có biến đổi ha. Thì biến đổi cái gì đây? Biến đổi cái điều trên này đây ha. Đấy, biến đổi, ta có biến đổi tương đương ra thì thầy có được là ở đây thầy đặt là trừ cái phần mà về 4x cộng 14 này thầy đặt là trừ 2. Ta làm thừa ngoài thì trong này còn lại là đây, còn lại là ở đây 4x, cả em đặt trừ 2 ra ngoài rồi thì trong này còn lại là 2x. Và 14 này, cả em đã đặt trừ 2 ra ngoài rồi thì trong này còn lại là trừ 7 nha, bằng không như vậy. Và ta có được là ở số hàng đầu tiên nó có được là 2x trừ 7, số hàng thứ hai nó cũng có 2x trừ 7, do đó thì ta sẽ là đặt 2x trừ 7 này ra làm nhân tử chung thì đây có được là x bằng x trừ 2 bằng 0. Và từ đó thì ở đây là những cái bài toán được gọi là bài toán căn bản, cho nên thầy sẽ giải rất là kỹ để cho chúng ta có thể là học tập và trình bày nha. Ta có hai trường hợp thì ta có được là trường hợp 1, thầy có được là 2x, các em đã có được này, các em đã có được là 2x, tức là cái cục mà 2x trừ cho 7 này là a và x trừ cho 2 này chính là b. Thì các em có được là a nhân b bằng không, ta đưa ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là 2x trừ 7 bằng 0. Và từ đó thì ta sẽ có được là 2x bằng được là bằng được 7. Hay các em làm luôn ha, đó là x bằng được là 7/2. Đây ta sẽ như vậy ha. Và thầy cũng có được là ok. Và trường hợp thứ hai của chúng ta chính là thầy có được là x trừ 2. X trừ 2 nó bằng 0 thì ta có được là x bằng 2. Và cả em chú ý cho thầy một điều, đó là ta có như thế này. Đối với các em đang học ở chương trình lớp 8 thì ta chưa được phép dùng cái dấu tương đương như vậy mỗi bước biến đổi. Do đó thì ta hoàn toàn có thể là xuống dòng như thế này. Và cả em cứ việc chúng ta trình bày kiểu như thế này thì người ta rất là ưng ý nha. Thì sau khi ta có hai trường hợp như vậy rồi thì ta kết luận ở đây. Vậy tập nghiệm của phương trình
là các em đến được hết. Hết của nó sẽ bằng được là hai cái số như vừa rồi, đó là 7/2 và chấm phẩy 2 như thế này. Ok, thì đây là một cái bài toán mà nó hoàn thiện và nó đơn giản nhất nhé. Để các em ra lại tí nữa thì các em sẽ thấy được là chúng ta thực hiện như thế nào.